vì mẹ sẽ thổi nến của bánh kem để kỷ niệm ngày này ạ. Một phần quà tinh thần thì con kính mời chị Tư sẽ đại diện cho các em và các cháu dân tặng bó hoa để chúc mừng cha mẹ. Nhíp ảnh. Rồi. Cha sẽ tặng cho mẹ và có một câu yêu thương dành cho mẹ. Bây giờ ở đây cũng có đôi lời chúc quý anh em cùng các cháu. Thì hôm nay được sự tổ chức của các con tôi trước là để mừng thọ 67, 69 của tôi và vợ tôi, và sau nữa cũng là một cái lễ kỷ niệm 48 năm chứ không phải là 47 ngày cưới. Cho nên hôm nay thì tôi thì cũng rất vui mừng được sự chào đón quý anh em, quý cháu đến để cùng tham dự bữa tiệc ngày hôm nay. Và phần nữa là nhân dịp hôm nay cũng mượn một bó hoa để mà tặng cho vợ tôi. Dạ, để đáp lại tình yêu thương của cha dành cho mẹ thì đó giờ con thấy là cha hôn mẹ thôi, nhưng mà bữa nay con muốn thấy mẹ hôn lại cha. Hôn phải là hôn môi công khai con mới chịu nha. Chị mày cái vô mà chín tươi. Tổ chát rồi. Tổ chát rồi. Cắm vô điện đi. Quay trong này đúng rồi chứ. Cắm điện ngoài hậu trường luôn. Được, cái gọi cắm được mà. Được thôi nghe trời. Cắm vô điện đi. Rồi nó im ngu rồi, nó không đủ điện rồi. Ê, tránh xa nghe không được, xa nghe được. Quay cảnh này vô. Câu lộn dây đằng này à. Câu lộn dây đằng này à. Nước gà mà có nữa chứ xui. Thôi em ghé nghe chưa khen. Kỳ vậy. Thôi làm lại đi. Đâu có gì đâu lộn. Rồi bơm lét rồi. Bơm lét rồi. Lỗi kỹ thuật rồi. Lỗi do kỹ thuật rồi. Rồi bỏ qua đi, bỏ qua đi. Bỏ qua đi. Có rồi, bỏ qua đi, lát bán sao. Em câu nói tiếp vậy nó không đúng rồi. Vì lý do kỹ thuật xin bỏ qua màn bắn pháo bông. Chúng bắn sao? Và sau đây thì các con cũng có những lời chúc ứng dành riêng cho cha mẹ. Thì mình sẽ đại diện theo từng hộ gia đình. Dạ, em mời gia đình anh chị hai sẽ lên có đôi lời muốn dành cho cha mẹ. Xin mời gia đình anh chị hai. Mời cả gia đình lên. Ưu dư danh là đứng ở trên đó, đứng ở bậc trên trên đó. Hai đứng dưới. Dạ, chị muốn lên trước kìa. Hôm nay thì
Em đề nghị là mọi người sẽ hôn cha mẹ một cái nha. Phải thể hiện tình yêu thương chứ. Rồi. Rồi. Các cháu cũng hôn luôn nha. Hôn rồi đi. Đây 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 đây. Hùng hòa cha dính son nhóc cho. Dạ em mời gia đình anh chị Nam. Chị lấy do vậy không về được cho nên mời gia đình anh chị Tám.
Để nơi em lo nhẹ em bức mắt ra nhẹ. Mày quay trình chính lên. Đây là gì? Con gút mà, con gút mà. Quay chiếc xe lại cắm vô rồi xe kìa. Năm nay vô luôn rồi đó. Đại gia đình lên đi. Nè quay. Bây giờ mình quay cho mình. Gái khỏi cho thành phố trở về lên đi. Lên hết luôn. Nhiều máy quá. Hết luôn. Mở hai trường à. Nè, quay ba máy luôn đi. Em hai máy rồi hết. Hai trường đâu? Hai trường YouTuber. Mở tiếp thôi. Tiếp chụp hình cho mình ngủ. Dạ, ông cầm máy này đây chưa? Người hai máy không à? Đang quay luôn. Chưa.
Rồi cho em.